Raimi Tip Dragon không những làm Thoma mất kiểm soát trong quá trình chiến đấu khi trở thành form này, nó còn cưỡng chế anh biến hình Raimi Tip Dragon cho dù anh có ở bất kỳ hình dạng nào, khi chuyển hóa cũng sẽ lại một lần nữa trở thành một con thú ngoan chỉ biết lao đầu vào tấn công kẻ thù. Theo tất cả những tài liệu ghi chép, quyển sách Raimi Tip Dragon kể về một con rồng cô đơn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng Thoma không tin vào điều đó. Vì anh đã gặp cậu nhóc hiện thân của con rồng Raimi Tip, thấy được sự cô đơn trong ánh mắt của đứa trẻ, Thoma đã liều mạng để kết bạn với nó. Đối mặt với hình dạng của con rồng xương khổng lồ với ngọn lửa nó khè ra từ hơi thở của mình, anh đã vượt qua ngọn lửa của sự cô độc và đến bên cạnh cậu bé. Nghe những lời tâm sự của nó về quá khứ, về một con rồng thật sự chỉ muốn tìm bạn và khao khát đó vẫn cháy trong tim nó, mặc dù đã qua hàng thế kỷ, cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô. Anh nắm chặt lấy tay của đứa trẻ và điều kỳ tích đã xảy ra. Phần còn lại của Raimi Tip Dragon, Elemental Wonder Book, một quyển sách có kích thước ngang ngửa với Raimi Tip và kết hợp cùng với nó. Đó là phần còn thiếu, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Hình dạng Raimi Tip được hoàn thiện. Nếu Raimi Tip là một màu xanh da trời thì màu còn lại là đỏ thẫm cùng với tông màu cam thể hiện ngọn lửa bừng cháy của Saber. Một nửa xanh, một nửa đỏ, tạo chúng ta cảm giác tùy chói mắt và đối nghịch nhau nhưng nó lại hòa trộn một cách hoàn hảo giống như hai bàn tay đang nắm chặt trên phần ngực Elemental Dragon. Tạo hình rực lửa nhưng với tên gọi của mình, khả năng chủ yếu của anh là nguyên tố. Tất nhiên với nguyên tố lửa, anh chỉ cường hóa đòn đánh của mình, những nguyên tố khác sẽ hỗ trợ thanh gươm liệt hỏa của Saber tấn công ra những nhát chém liên quan tới những nguyên tố khác. Ngoại trừ lửa, ba nguyên tố anh hay sử dụng đó là gió, điện và nước. Tất cả những nguyên tố này ngoại trừ nâng cao sức mạnh của liệt hỏa kiếm, nó còn có khả năng giúp anh di chuyển dựa trên nguyên tố đó. Như nước sẽ giúp anh di chuyển nhẹ nhàng và uốn lượn để tấn công quanh kẻ thù, gió thì thoát ẩn thoát hiện ra những nhát chém đầy uy lực. Liên kết với đất, anh sẽ có những cuộc tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất trồi lên để tấn công kẻ thù mà chúng không thể nào lường trước được. Ngoài khả năng chiến đấu tuyệt vời từ bốn nguyên tố, Elemental Dragon còn kích hoạt cho Saber một khả năng phòng thủ có thể coi là tuyệt đối. Khi anh bị tấn công, anh sẽ hóa thân thành một trong bốn nguyên tố, tan biến và tấn công lại kẻ thù. Khi hợp thể những mảnh vỡ nguyên tố này lại để trở thành hình dạng gốc của Elemental Saber, không nhất thiết phải là một nguyên tố, anh sẽ thường thay đổi nguyên tố sau những lần tấn công khác nhau. Trong trận chiến với kẻ khó nhằn như Corbinero Durando, một kẻ dịch chuyển và thao túng được thời gian, anh đã nhiều lần được Elemental Dragon cứu sau khi bị những cái chém chí mạng từ hắn, biến bản thân trở thành những nguyên tố để né những lần tấn công. Những nguyên tố sẽ lần lượt là lửa, gió, nước và đất thay phiên nhau kích hoạt giúp Saber hóa thân những nguyên tố này để né đòn tấn công. Đòn tất sát của anh với đòn sử dụng kiếm Elemental Shugekiha, anh sẽ cầm ngược thanh kiếm tụ nguồn năng lượng từ bốn đòn nguyên tố này vào thanh gươm của mình, tạo ra những nguồn sáng rực cháy trên thanh kiếm. Sau khi tụ lực thành công, anh sẽ chém mạnh một luồng kiếm khí về hướng kẻ thù, kết liễu chúng. Đòn thứ hai là Senra Bansozan, anh sẽ nhảy lên bầu trời bao phủ chân mình bằng nguồn năng lượng của bốn nguyên tố, ra đòn Rider Kick giáng vào người kẻ thù.